anh kia. Cũng dưới đây nè con. Anh đi đâu vậy? Đi ra ngoài. Anh đi đâu đây? Đi ra ngoài. Tại tôi ra, anh làm cái gì? Tôi kéo tôi. Tôi hỏi anh có đầu tư dự án như này không? Tôi đâu có đầu tư gì đâu, nhưng mà cô tôi kể. Không đầu tư thì mời anh ra ngoài ha. Đây là dự án đầu tư của tụi tôi. Những người góp vốn mới được xuống như này. Rồi. Có sao không cô? Có sao không cô? À, cái đầu gối cô đau quá à. Có sao không? Nãy cô làm gì với ruộng này vậy? À, thì cô đầu tư vô mấy cái dự án rau này nè. Sáng sớm xuống nhổ cỏ với cắt rau không mà cũng muốn ná thở rồi đó. Dự án? Ủa là giờ cô làm thêm cắt rau, lặt rau cho anh ta hả? Thôi cô Ngọc ơi, ba cái thằng này cô nói những cái vĩ mô lớn lao này sao nó hiểu được. Mà nè, cô không có dắt người lạ vô cái dự án của mình nha. Ở đây nói chuyện nói xong mà dắt ra ngoài đi, không có dắt xuống dưới kia người này người kia người ta nói tùm lum la sao được nha. Cô biết rồi, con yên tâm đi. Nó thằng nào hả cô? Thằng nào cái gì? Giám đốc công ty đầu tư đó con. Giỏi dữ lắm ngang. Rồi đem những cái dự án tiền tỷ đem về cho bà con ở xóm mình đầu tư đó. Dự án tiền tỷ? Ừ. À là mọi người đang làm cái đó hả? Để con xuống hỏi thử. Thôi, đừng có xuống. Nắng lắm rồi, bây giờ mình về nhà đi. Rồi cô nấu cơm, rồi cô nói chuyện với con nghe. Dạ. Dắt cô đi với. Đi. Con ngồi ở đây chơi đi, để cô vừa trồng lấy nước cho con uống. Thôi được rồi, cô uống nước rồi. Với lại cô mới đi làm về mệt rồi, nghỉ ngơi xíu đi. Đi làm nước cho con chi nữa. Sao con về tới mà không điện thoại cho cô? Đi ra tuốt ngoài vườn rau làm gì? Thì con về tới xong con cất đồ cất đạc hết trơn rồi đó. Rồi con đi vòng vòng nhà kiếm cô có thấy đâu. Gọi điện cô cũng không được. Rồi xong rồi bà Tám mới qua mới nói là cô ở ngoài ruộng, cô mới chạy ra con kiếm đó chứ. Kỳ này con về á là xui rồi đó. Ai cũng bận cái dự án hết trơn, không có ai ở nhà với con hết. Đó sáng sớm cô phải tranh thủ ra ngoài rồi cô cắt rau nhổ cỏ này nọ xong á, để chiều cô rảnh cô ở nhà nấu cơm với nói chuyện với con. Bà cái dự án đó là làm sao vậy cô? Dạ cái thằng đó là thằng nào? Hồi nãy con nghe mà con không hiểu gì luôn á. Nói chung là vậy nè, cô bỏ ra 500 triệu. Cô đầu tư vô cái vườn rau đó đó, rồi trồng đủ loại rau trơn á, rau muống, rau má, đủ loại rau á. Rồi mỗi tháng á thì lúc mà thu hoạch á cô được 30 triệu, có khi hơn nữa nghe con. Vị chi á là một năm cô sẽ thu hồi lại được vốn rồi đó, mà cô vẫn còn được tiếp tục sinh lời. Rồi cái dự án này á ở xóm mình á cả trăm hộ tham gia vô đó con. Mà cái dự án này là của công ty nào? Sao họ lại thu hoạch rau? Rồi thu hoạch rau để bán cho thương lái hay là xuất khẩu hả cô? Cô cũng không biết là họ bán đi đâu nữa. Nhưng mà ví dụ như cô không bỏ công ra cô làm á, cô mướn người ta thì cái tiền lời của cô sẽ giảm xuống vậy đó con. Ủa con nhớ cái miếng ruộng đó là của vợ chồng chung mà ta. Sau này ai về đó làm cái dự án này nữa là sao? Nó bán được miếng đất này rồi hả? Cái gì mà của vợ chồng thằng Trung con? Đâu phải đâu. Ừ mà ha. Cái đó của vợ chồng đó mà. Đúng rồi. Con không nói là cô quên bén mất luôn rồi đó. Tại vì ở ngoài cái miếng đất đó đó, đồng không mong quạnh, không có cái gì hết cho nên cô cũng không để ý. Nhưng mà chắc là tụi nó cũng bán lại cho người ta cho nên người ta mới đầu tư đó con. Lâu lắm rồi cô cũng không gặp vợ chồng tụi nó. Thì con nhớ mà, con nhớ rõ ràng là miếng đất của hai vợ chồng đó mà. Con còn nhớ là hai vợ chồng nó mắc nợ, xong rồi phải bán cái miếng đất để trả nợ. Mà hình như là bán cho công ty của bạn con nữa. Để con đi hỏi thử cơ. Thôi. Sao? Con đừng có nhúng tay vô cái chuyện này nha. Cô nói con nghe nè, cô biết con là người làm việc tốt, nhưng mà con mà nhúng tay vô cái chuyện nào là chuyện đó đổ bể hết trơn rồi à. Trời ơi, cô nói vậy không sợ con buồn hả? Con sợ mọi người bị lừa cho nên là con mới phải đi hỏi đó chứ. Không phải, ý cô không phải vậy. Nhưng mà con biết không, cô phải vay mượn mới đủ 500 triệu để đầu tư vô đó. Nếu như cô biết cái dự án này mà là lừa đảo á, chắc cô chết mất con ơi. Thôi giờ lỡ phóng lao theo lao thôi chứ sao giờ. Tại vì trên thành phố á là con làm việc rất là nhiều đối tác, mà nào giờ con chưa bao giờ nghe cái vụ dự án nào giống vậy luôn đó. Cho nên con mới sợ đây nè. Lô đúng không em? Em nhớ cái miếng đất mà của vợ chồng chung kế bên nhà cô anh không? Giờ nó bán cho ai vậy? Bán cho mình hả? Rồi anh hiểu. Con, sao rồi con? Cái dự án này là ai đem về vậy con? Cái dự án này là của vợ chồng cô Trâm ở trong xóm mình đó con. Nhà cổ ở ngay đầu xóm kế bên nhà bà Sáu á. Thôi được rồi, con hiểu rồi. Thôi, vô tắm rửa con. Tắm rửa ăn cơm.
Và mọi người ơi, bây giờ nếu như một tháng mà mọi người có được thu nhập 30 triệu thì mọi người có muốn không ạ? À? Muốn! Và ngày hôm nay, ngay tại đây, mọi người có muốn là chính bản thân tôi sẽ vẽ ra tương lai cho mọi người không ạ? À? Muốn! Vẽ liền đi chị! Thì đơn giản thôi, bây giờ nếu như mà mọi người ký được hợp đồng trồng 1 hecta rau với lại công ty thì mỗi tháng là mọi người sẽ có được 30 triệu. Quá đơn giản có đúng không ạ? Đúng. Và diện tích đất nó cũng chỉ nhỏ thôi, đúng không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta không làm, có đúng không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì quá dễ đúng không ạ? Đúng, tôi đầu tư. Thật sự ra đó mọi người, cái dự án này trên thành phố người ta chỉ mới triển khai thôi. Nhưng mà vợ chồng chúng tôi đem về đây nè, cho tất cả chúng ta cùng nhau làm giàu. Thay vì á mình đem vài trăm triệu đi mua đất, nhưng mà đất bây giờ thì sao? Bất động sản đang đứng gió rồi mọi người ạ. Đúng không? Thật sự ra mà nói á, con người thì ai cũng cần phải ăn hết. Nên bây giờ chúng ta sẽ đánh mạnh vô cái nhu cầu ăn uống, nhu cầu thực phẩm của mọi người. Chúng ta sẽ thâu tóm tất cả những thị trường bột rau muống, bột này bột kia, tất cả hết, chúng ta sẽ thành công, đúng không ạ? Đúng. Và mọi người ơi, dự án lần này á, mọi người chỉ cần đầu tư đúng một lần thôi mà mọi người lại thu lại được cái khoản lợi nhuận lâu dài về sau này. Mình bỏ ra một lần mà mình ăn lâu dài thì tại sao mình không làm, có đúng không ạ? Đúng. Tôi đầu tư. Được, tôi thích, gọi là thích cái phong thái này đó. Và bây giờ sau ngày hôm nay thì chính bản thân tôi cũng như là anh Tú đây, cũng như là các thành viên ở trong tập đoàn Trâm và Tú sẽ dẫn mọi người đi khảo sát thực tế để mọi người có được những cái trải nghiệm gọi là chính xác nhất trong cái dự án của chúng ta lần này. Và bây giờ là gọi là để khích lệ tinh thần cũng như là để thể hiện được cái sức mạnh đoàn kết của chúng ta, vậy thì mọi người hãy cùng nhau hô to lên là chai vô để chúng ta hoàn thành thật tốt dự án này, đúng không ạ? 2, 3 chai vô. Đây. Và không biết là có ai còn thắc mắc hay là có điều gì muốn hỏi gì về dự án của chúng ta đúng không ạ? Có. Chị cho em hỏi cái, mình vừa cá nhân mà vừa tập thể là sao vậy chị? À đương nhiên, bởi vì nếu như mà cái quy mô của mình làm là mình làm tới dự án 1.000 tỷ lần, đúng không? Thì một người làm đương nhiên là sẽ khó thành công nếu như chúng ta biết kết hợp với lại tập thể. À đúng rồi, nghĩa là mình phải đoàn kết với nhau. Rồi, đúng. Chị quá là thông minh. Cảm ơn anh. À, sao ạ? À? Bạn là Trung đúng không? Ừ đúng rồi. Anh là ai vậy? Sao biết tên tôi? Bạn quên lẹ vậy? Tôi là An, cháu của Ngọc nè. An? Ừ. À nhớ rồi, thằng An cháu cô Ngọc đúng không? Trời lâu quá không gặp. Sao bữa nay qua đây vậy? Tính đầu tư vô cái dự án mà trồng rau sạch hả? Đâu có, đâu có rảnh dữ vậy. Sáng qua đây hỏi á, là cái miếng ruộng của bạn ngoài đó, bạn bán cho ai vậy? Sao thấy có dự án gì trên đó nữa? Cái miếng ruộng nào? Cái miếng ruộng của vợ chồng bạn đó, bán chưa? Bán cho ai? Bán buôn gì mà hỏi gì vậy? Muốn đầu tư á thì ở lại đây. Còn bây giờ á hả, tôi có việc rồi, đi trước nha, gặp sau nha, có gì nói chuyện sau đi. Nè, Trung. Ồ. Bắt anh Trung về đây cho anh. Anh trai mặc áo đen kìa, là anh có đầu tư hay là anh có tham gia vào trong dự án này không? Mà nãy giờ tôi thấy anh đứng đây rất là ồn ào luôn. Có chứ. Mà tại vì tôi chen ngang vô cho nên là tôi chưa nghe rõ dự án của anh chị. Mà không biết là dự án của anh chị có giấy tờ kinh doanh hay là giấy tờ chứng nhận gì không? Bây giờ là cái chuyện kinh doanh buôn bán, nếu như mà anh có tiền thì anh bỏ vốn vào, anh đầu tư vào. Còn không có thì thôi, đừng có đứng đây hỏi nhiều. Vậy công ty chị là công ty gì? Trụ sở ở đâu? Có được cấp phép kinh doanh và hoạt động hay không? Này chú em, bây giờ mày biến chỗ khác giùm tao được không? Mày hỏi nhiều quá. Sáng giờ mày lỡn giỡn đây làm gì vậy? Sao vậy? Sợ hả? Giật mình hay gì? Mọi người, thật ra thì cái miếng ruộng đó là của tôi chứ không phải là của hai vợ chồng này. Và tôi đến đây hôm nay hỏi á, là mọi người ai cho mọi người trồng rau trên đất của tôi? Mới nói gì kìa? Cái gì? Đất nào là đất của mày vậy thằng kia? Muốn biết đúng không? Nô, dẫn nó vô. Ây da! Mày nói đi. Miếng đất ruộng dự án đó là của ai? Qua đây. Bên phè nó hả? Sao mày nói đất của mày cho tao thuê, bây giờ nó nói đất của nó là sao? Thì cái lúc đó tao thiếu nợ, cho nên tao phải bán đất trả nợ. Chứ mày muốn làm sao? Là mày lừa gạt hai vợ chồng tao luôn hả? Thầy... Nè. Hai vợ chồng tụi mày lừa người ta, xong rồi còn trách người ta lừa tụi mày làm sao? Lừa hồi nào mày? Hả? Mày im, chứ tới lượt mày nói. Mọi người, thật ra thì không có cái dự án 1.000 tỷ nào hết. Tụi nó là lùa gà. Tụi nó lùa mọi người vào dự án này. Sau khi cầm tiền của tất cả mọi người xong, tụi nó sẽ ôm tiền và bỏ chạy. Lúc đó mọi người sẽ mất trắng. Bởi vì miếng đất đó không phải của tụi nó chỉ thuê thôi. Trời ơi, xém nữa là bị lừa hết rồi. Thôi đi về mà con ơi, đi về.
Không có đâu Thảo, không phải vậy đâu Thảo. Mọi người đừng có tin đó mọi người. Cái thằng này là Thảo đó mọi người. Đừng có tin đó. Thảo. Bây giờ mọi người phải đầu tư chứ mới có tiền chứ. Mày làm gì tao? Bắt tao nè. Bả vô. Vừa tội lừa đảo mà vừa tội hành hung nữa. Tao nghĩ mày đi xa lắm đó. Xui gì chứ. Bây giờ tao không nói nhiều. Mày lừa những ai, trả hết tiền lại cho họ. Giờ còn lên phường lấy lời khai với tao. No, dẫn hai đứa còn lại đi. Đi mày. Thả tôi ra.